nay dọn nhà mới. Con cũng ngồi trước nhà trước sân. Con cũng ngoài trước mà cũng mặn. Rồi mấy cái tàn nhang mọi này nó kéo hoàn con ta đi chài nè mọi người. Ôi ôi dính cá kìa. Mà ông này ông chài sao dính sình nhiều quá. À, con cá bự quá trời luôn kìa. Nó có cá đó. Trước nhà có cái ao có cái cầu nữa mọi người. Có cá đó mọi người. Cái này là ao của nhà nước. Người ta muốn kéo là kéo. Giờ mộng xuống đây còn bắt cá cũng được nữa mọi người. Mộng về nhà mới. Nhà hàng xóm của mộng. Mộng nữa là 15 con. Ở dưới đây hai con của bà chị nữa. Mọi người là mộng có tới 7 con chó. Bây giờ mộng có 17 con chó. Ý quên, mộng có 9 con à. 8 con. Trời ơi, đem mấy con chó về á. Nó về tới đây hả, mộng mừng quá trời. Mọi người biết sao. Biết sao mọi người. Bỏ trong xe tải rồi mọi người. Cái mộng sợ nó bị ngọt nó. Trời ơi, mộng niệm Phật mọi người. Niệm Phật từ ở trên Sài Gòn niệm Phật về tới đây. Mở cửa xe ra hả, mộng niệm Phật. Chỉ cần là gái tôi nó bình an thôi. Mộng niệm Phật từ Sài Gòn về quê luôn mọi người. Nó mộng sợ nó bị ngọt đó mọi người. Trời ơi, mở cửa ra nó bị. Mở cửa ra cái nó bị chảy nước miếng. Trời ơi, mà mấy đứa nó hung. Hung quá trời. Đây là mộng cuốn mà. Cuốn ngoài trước. Cuốn mà ngoài. Mom lấy nước ngọt lấy đá rồi luôn. Em bán cà phê chị. À, ở đây mộng cuốn mâm cơm chay. Cơm chay. Cơm chay đơn giản. Đây bàn thờ Phật. Đây bàn thờ Phật của chị. Đây mà không có mẹ Quan Âm thôi. Chưa dọn nhà, giờ cúng xong rồi dọn vậy. Mộng không có vườn lan nữa nè mọi người. Cái này gì đây, mộng chăm sóc vườn lan của mộng sẽ đẹp lại. Có cây khế nè mọi người. Trời ơi, cây khế có trái nè mọi người. Cho cây khế nó có trái hoàng hoại luôn nè mọi người. Cây khế trái quá trời luôn mọi người. Ôi, có tổ chim. Chim, tổ chim đang đẻ trứng là gì á. Hình như không biết có trứng không, mọi người ơi. Giờ mộng về mất mộng sẽ tưới vườn bông của mộng lại. Này có sẵn hết rồi. Kỷ niệm về nhà mới nha mọi người. Cây khế của mộng. Còn mấy cây nữa từ từ mộng sẽ phê. Có cái nhãn, cái chuối ở ngoài sau nữa. Đây mộng có cây cao nữa. Cái cây này là cái bông gì á. Tết ở chỗ bông đẹp lắm. Cái bông mai mà mai đẹp lắm mọi người. Để mộng cao của nhà mộng luôn. Cái ao này ao của nhà nước mọi người. Mình này muốn bắt rồi. Mộng muốn bắt cũng bắt được. Chào hàng xóm. Mộng sẽ quen nha con.
đừng có sợ, đừng có sợ. Thương cái giường lan của người ta, người ta chài cho mọi người có rau muống nè, muốn ăn rau muống thì cắt rau muống. Nó có cái cậu nữa. Có cá không? Không có còn gì hết trơn. Nói vô được con nào chưa? Được mới hả? Nè, nè mọi người, đó, ở dưới đây á, lấy cái chài là đi kiếm ăn vậy đó. Đó mọi người, thay vì quê thấy cảnh người ta đi bắt có cá mọi người. Ao này ao của nhà nước mọi người. Ai muốn bắt, bắt mạnh ai nấy bắt. Trước nhà mộng có nhiều cái hoa vàng đó mọi người. Đường đường nhà mộng to mà hoa vàng không luôn. Ở đó có cái ao to. Ông ở dưới đây với tôi mấy ngày đi. Chừng nào chồng tôi lên là chồng chở ông lên. Thấy không Tức? Phụ dọn mà không. Ông nghĩ là cái nhà tôi dọn tháng chưa xong nữa. Nè ở đây có cái cầu nè mọi người. Cái cầu mà đi qua nhà bên kia à, đi vô trong cái vách nhà mộng luôn. Trời ơi vách nhà mộng có cái dừa hư rồi mọi người. Ông về trễ quá. Cái dừa chết rồi. Còn cái chuối. Đâu có cản được. Đây là ao của nhà nước, ai cũng đi bắt thì bữa mọi mua chiếc xuồng. Mọi xuống đây mọi đi bắt cá. Rồi kiếm được một mớ rồi hả hai ông? Hai bác. Là cái ao này mình được kéo tự do vậy anh. Em mới về. Trời ơi, mấy ông kéo làm dơ hết đường luôn. Rồi đi rồi. Thì mọi người ra muống nè, mọi người ra muống này nó canh chua ăn được mọi người. Cá dưới đó mọi người, ổng chài hết rồi mọi người. Cái ao này là cái ao của mộng luôn nha. Nói chung là cuộc của thiên nhiên mọi người. Mở trước cửa nhà mình. Kim Cương, ai mượn con hãy con Kim Cương có tánh đó anh thấy không? Ở Sài Gòn cũng vậy, giờ về đây mới đây về mới vừa về nhà mới sân si với hàng xóm mày. Thấy ghê không? Sân si. Ờ nó đi kiếm chuyện em gì con đó mà gây lộn với người ta hoài. Nó cắn lộn cái ông chủ nhà. Ông binh chó ổn ông lấy cây ông đập nó. Em gây lộn với ông chủ nhà luôn. Hàng xóm nè. Abu 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 abu. Mày là ma phải không? Mày giống mày quá. Tôi thương chó đó mọi người, mộng thương chó, tôi đâu chó thương tôi đó mọi người. Chó lạ mà nó thương tôi vậy là thương mãi mộng vậy là biết rồi đó. Chó lạ mà nó thương tôi vậy là biết rồi đó. Biết nó thương có thương. Biết nó thương tôi là chó vậy đó. Ê, ê, con này sao? Ê, con này sao? Ê, nó đi quýnh lộn á. Con này dữ lắm hả? Chị đừng có mở cửa đó, em chặn nó cho. Chị nó không có cắn hả? Ê, em sợ nó quýnh lộn mấy chó em can không kịp rồi. Chị, 8 con hả? Dạ, bên đây. Có không? Con sình luôn hả? Hà mã hả? Chừng nào đi tắm rồi đi quay. Đừng có sủa con, mình là hàng xóm đừng sủa con. Mai mốt là nó sẽ quen, nó không sủa nữa. Hàng xóm con, chó với chó gì ở với nhau. Ở chung với nhau rồi. Chỉ cho mọi người, nãy giờ lo chó đi quay cho mọi người coi. Đó cái ông chạy lưới. Không có con nào hết, quá tà bả luôn. Giờ ông quăng cái nữa đi, tôi quay coi, quay YouTube. Không có cá hả? Chắc là người ta bắt hết rồi đó. Có người bắt trước rồi đó chú. Chắc có người bắt trước rồi đó. Cái ông chồng của tôi á, ổng la tôi từ Sài Gòn về tới quê cũng còn la nữa. Kỳ thì các bạn tôi chui. Tôi bè ổng la. Rồi ổng không. Ê quăng một cái nữa đi. Chú quăng một cái nữa đi. Quăng cái chỗ đó một cái đi cho em quay vậy. Hả?
Để đi hả? Rồi. Bắt hết cá à người ta rồi, còn nói không có cá nữa. Bắt một xô cá luôn mà nói không có cá. Cây lan này trồng là Tết bán hả chị? Vâng, dạ. Nó có bông hả? Giờ làm. Vâng. Bông mà mọi người. YouTube. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mai Mộng về quê ở luôn nha mọi người. Đây là hàng xóm mới của Mộng, có làng quá trời. Mai mốt qua làng nó lớn lên cho qua quay video nha. Trời đăng mai mốt qua bán làng đất luôn á. Mấy cây xả nhiều quá của chị hả? Bữa nào quay xin mấy cây gì trồng? Ê, tôi nói cho anh biết nha, anh la tôi ở trên Sài Gòn là được rồi nha. Về tới quê là lãnh thổ của tôi nha, từ nay là về đây là không ăn hiếp tôi nữa nha. Tôi nói thiệt rồi đó, tôi quay YouTube cho mọi người biết, ông này ông la tôi từ Sài Gòn về tới quê luôn. Giờ về quê là không bao giờ la nữa nha, về nhà mới ở không có la nha. Nói trước rồi nha. Cho người ta chơi YouTube đi, niềm vui của người ta chơi quay YouTube là ông la mọi người. Đó, nãy giờ ông ngoài ông la, ông kêu đi về nè. Tôi cho ông lên sống luôn nè. Không bi. Không bi. Đó. Trời ơi, anh Bi có tên nói em ở trong xe mà em niệm Phật từ Sài Gòn về đây luôn. Em sợ mở cửa ra có con nó gì về chắc em khóc chết luôn. Giờ nắng. Em chết hết rồi. Ôi trời, đi vô, vô. Ê, vô, vô, vô. Đi về. Trời ơi. Không được rồi. Đóng cửa vào đi anh ơi. Đi vô đi. Cho em chết đứng tìm cho mấy con chó của em. Thôi, tụi mày cưa không có lợi bển đâu. Tụi mày cưa không có lợi bển đâu. Chào sân hả con? Con nào phải không? Nó đi tắm sình dữ lắm. Đó. Không sao đó. Nó đâu mình mấy nó đi từ lùi nó không có gì. Bỏ nó chụp mình không kịp. Ờ con anh nói giống bà bu á. Rồi. Rồi hết đi chơi luôn. Ờ à, có con đi đường tắt. Có con nãy đi đường tắt á. Không. Đi quýnh lộn vậy luôn. Trời ơi. Xong rồi. Vậy là tụi bay ra làm sao tao cột lại hết. Có cho tụi bay đi vòng vòng cái này cho đi vòng vòng thôi. Nghe không? Má chừng dọn nhà từ Sài Gòn dưới đây. Quá wow, trời đồ luôn mọi người. Ai tứ? Đi hái mận. Đi hái mận. Đi. Dẫn mọi người đi hái mận mọi người. Thôi ơi mận mới về. Phát hiện được cây mận rồi. Phát hiện được cây mận ngọt lắm mọi người. Cái nhà của mọi nó dài thênh thang luôn mọi người ơi. Tới ngoài sau này luôn nha mọi người. Cây này cây trứng cá của mọi luôn nè mọi người. Còn căn nhà nhỏ vậy với miếng đất này ở ngoài sau của mọi luôn. Mọi người ơi, cây mận ngọt ngay như đường luôn mọi người. Này đất của hàng xóm mà cái mận này đi hái chọn mận ăn. Mận ở dưới quê mà mình hái ăn không sao, không hái nó cũng rụng hết rồi. Thôi ơi, không ai xịt thuốc nó bị sâu mọi người. Được con cái nhưng mà nó ngọt dữ lắm mọi người. Ngọt cay luôn. Hết dung lượng hả? Lít mày đâu vậy? Nó đi làm mất rồi nha, mất tao khóc rồi nha. Nhỏ nhỏ mà ngọt nha. Nhỏ quá. Ai con chó về nó ra nó cầm quay thôi, quay á. Tụi nó ra ngoài đây nè. Nó vệ sinh.
có con gì chị? Vừa chơi. Cho đó ra. Cho đó ra. Thôi cái nhỏ được 2 con tấn. Hai lô ngọt. Rồi, giờ bữa nó lớn. Ngọt lắm, làm luôn nó hư. Thôi. Nó hư luôn rồi. Ừ. Nó hư luôn rồi. Gió quá trời luôn. Quá chừng luôn, ở trên quá trời luôn kìa. Ở trên quá trời sao dám chèo hả? Kiến. Có kiến à. Ngày đầu tiên về nhà mới là đi hái mận rồi. Lít đâu rồi? Lít kìa. Lít ơi. Nè. Hái mận mọi người. Không hái nó cũng rụng hết mọi người ơi. Ở dưới quê ở ngoài ăn mọi người. Ê, Su cũng đi khám quá tình hình kìa. Ôi, gió mát quá. Quá chừng ở trên luôn kìa. Tôi mới thấy 1 lít đâu có tiêu rồi. Chưa. À, về quê, hứng vô trời không khí mát, cây mận. Tới mùa này là mùa trời nắng. Mình mối vào trường mùa mưa đó là cây mận ngon. Ngon đã được bịt mận rồi. Con gió của mận về chưa? Thế rồi. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Mai Mộng Miền Tây Sống ở Sài Gòn. Mai Mộng về quê. Về quê ở luôn nha mọi người ơi. Mấy cúng nhà Mộng bây giờ nó nó đi chơi. Bảy đứa cúng đi chơi, còn gấu ở trong nhà thôi. Nhiều là đi chơi. Su ơi, Su ở trong xe em ơi, Su sợ không? Ờ, mày thương lắm. Chơi không? Giờ đi chơi đã không? Con Lít đang theo chơi chơi à. Su ơi, Su à, vô coi. Quá trời luôn mọi người. Mà khô quá mọi người. Không phải không có. Trời nắng quá không có nước nó bò lên bờ á. Ốc quá trời luôn. Ao nhà mình ốc đầy luôn. Ở dưới đây là mọi người trời nắng nó bò lên. Ờ Su cứ đi kìa. Con gấu em cọc nó trong nhà á. Tại sao đi tới đi lui em sợ nó cắn sao? Gấu à? Này phía hình hồng. Bao la luôn cho tụi bay đi chơi. Đi chơi đã luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gấu còn ở trong nhà. Còn thiếu gấu à. Cái đèn của tôi ai dùng đó vậy? Ai dùng nhà đó. Còn cháy không? Còn. Con. Rồi bây giờ nhậu đi mọi người. Để em vô giữa ly. Gió mát quá mọi người ơi. Ôi gió mát quá, gió mát quá. Rồi lại ra. Đi đâu đường này hả? Về bữa coi mấy cái dây cỏ gì trong đó hả? Cắt ra. Quá trời ốc ở dưới luôn. Ốc ở dưới quá trời luôn mọi người. Ốc với cá. Đi xuống dưới xúc rồi ốc quá trời luôn. Có cái cầu nữa thì
quay cầu ấy. Quay rồi. Đã có quay cầu rồi. À, hàng xóm có 8 con chó, nhà mình có 7 con chó, với nhà của chị lúc có sẵn 2 con. Bây giờ là nhà mộng là 9 con. 7 2 là 9, 2 con của chị. Mộng về đây mộng ở luôn á mọi người. Ở Sài Gòn 30 năm, giờ về quê cắm cắm. Giờ chặt ha xé. Xé chứ chặt gì. Ừ. Xé bây giờ em vô lấy thao nha. Em đổ gỏi rồi ra, đồ đổ qua. Xé từ nè, đổ gỏi rồi nè. Ờ em xé, xé gà. Để lấy bao tay em xé gà. Nhau nhau cả nhà ơi. Hôm nay Mộng về nhà mới nha mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Nãy chạy chơi xuống này nè. Nhậu nha mọi người. Đang Mộng về đây nơi. Nay là lấy chim mình được ra. Vô. Ông Bi ơi, chó ông Bi hả? Vô. Trời ơi, cái số của đi tới đâu con gặp chó. Vô, có con chó của ông Bi hả? Vô, vô, vô. Sao nó ra được vậy? Xúc hả? Nó đi vòng. Vô, lên. Vô con. Vô đi từ từ đi rồi mai mối quen, mình là hàng xóm của nhau. Mình là hàng xóm của nhau, rồi mình không có cắn lộn, mà cũng không có sữa nữa luôn nha con. Giống mà bù ghê luôn hả, giống mà bù của Mộng hồi xưa ghê. Vậy tôi đang chặn hai đứa này. Vô. Có tin nữa hả? Ở đây cũng có con xì tin nữa. Ở bên đây có xì tin, có cô ca. Vô. Ê, líp. Em nha. Con. Trời ơi, hai chị em mình chắc mốt toàn à, suốt ngày canh chó quá. Em nay nhiêu tuổi rồi? Vậy nhỏ chị nay 49 rồi, chị 76. Ủa hai chị em mình á mắc nợ chó đó em ơi. Chồng chị á đi làm lụm có con về từ từ nó thành như đây vậy đó. Rồi lụm về nuôi phải không? Dạ hai chị em mình ở nhà ở chung với nhau rồi. Ó một con là mấy triệu mọi người. Lụm về á, lụm về cứu về á, người ta chó người ta giục ngoài đường á mọi người. Đó. Đi vô. Ví dụ. Nãy đâu dám mở cửa đâu, mở cửa sợ chó ra cắn lộn á. Anh cả tự từ mốt nó là hàng xóm nó quen rồi nó không. Nó quen rồi nó không có cắn lộn nữa. Anh Dũng á,